Là tôi, Vovelog đây. Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về thần thoại Trung Hoa, một loài hung thú có tên là Thao Thiết. Nó là một trong tứ đại hung thú, những sinh vật xấu xa nhất trần gian, gồm Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột và Cung Kỳ. Thao Thiết được mô tả như một loài mãnh thú hung ác, có sức mạnh to lớn, rất ham ăn, thấy gì là ăn nấy, là biểu tượng cho sự tham lam, dục vọng. Sống từ thời kỳ Hồng Hoang, có đôi mắt to, miệng rộng, dáng vẻ kỳ lạ, bản tính hung hãn và được sinh ra từ thời kỳ sơ khai, có khả năng cắn nuốt vạn vật. Sách Thần Nhị Kinh kể về loài này rất đáng sợ. Tây Nam Phương hữu nhân yên, thân đam mau, đầu thượng đái thỉ, tham như ngẩn ác, tích tài nhi bất dụng, thiện đoạt nhưng có vật. Ở phía Tây Nam có giống người thân mình nhiều lông, trên đầu đội con lợn, tham lam độc ác, tích lũy của cải mà không dùng, giỏi cướp thóc lúa của người khác. Sách Sơn Hải Kinh cũng có miêu tả về loài thú này như sau: Câu Ngô Chi Sơn, kỳ thượng đa ngọc, kỳ hạ đa đồng, hữu thú yên, kỳ trạng như dương, thân nhân diện, kỳ mục tại dịch hạ, hữu sĩ nhân trảo, kỳ âm như anh nhi, dâm viết bào hào, thị thực nhân. Ở núi Câu Ngô, trên núi có nhiều ngọc, dưới núi có nhiều đồng, có loài thú ở đó. Hình dạng của nó là mình dê mặt người, mắt ở dưới nách, răng như hổ, móng tay chân như người, tiếng của nó như trẻ con, tên là bào hào, lại giống ăn thịt người. Một số ý kiến cho rằng Thao Thiết thân dê, mắt dưới nách, răng hổ vuốt người, có đầu to cùng miệng lớn. Thao Thiết có tuổi thọ đến 10 vạn năm. Sự tham ăn của Thao Thiết có khi được miêu tả rằng sau khi cắn nuốt tất cả vạn vật, Thao Thiết tự nuốt chính mình rồi hóa thành hư vô. Vì thế, nó đại diện cho sự tham lam vô độ. Đại đa số truyền thuyết đều cho rằng Thao Thiết là một trong 9 đứa con của rồng, long sinh cửu tử. Cũng có truyền thuyết khác thì cho rằng năm xưa Sivu bị Hiên Viên chặt đầu, từ cái đầu đó hóa thành Thao Thiết. Sách Tiên Tri trong Lão Hỷ Xuân Thu có viết: Trong đỉnh đồng nhà Chu có khắc con Thao Thiết, có đầu mà không có thân, ăn thịt người nhưng chưa nuốt chửng, đã chết rồi. Nghe đại trước nó lại như vậy. Đây là miêu tả đầu tiên gắn liền con Thao Thiết với các họa tiết và vật dụng bằng đồng từ thời nhà Thương và Chu. Với tiếng tâm như vậy, hình tượng Thao Thiết từ lâu đã trở thành đề tài trong phim ảnh, truyện tranh khai thác. Trong năm 2017, nó đã được hiện thực hóa qua bộ phim The Great War của đạo diễn Trương Nghệ Mu. Mặc dù tác phẩm này không đạt được thành công phòng vé như mong đợi, nhưng quả thật, khi được tái hiện trên màn ảnh, Thao Thiết đã khiến khán giả cũng phải rùng mình vì mọi đặc điểm đáng sợ của nó. Trong truyện tranh, phần lớn những lần Thao Thiết góp mặt đều là chủ đề tiên hiệp. Cuộc đụng độ giữa Hiên Viên Hoàng Đế và Sivu cũng được tận dụng để làm nổi bật hình tượng của quái thú trên. Thậm chí, có cả cảnh phân đoạn Sivu bị trảm, đầu rơi xuống đất hóa thành Thao Thiết. Ngày nay, trong dân gian Thao Thiết được xem là biểu tượng của sự tham lam và dục vọng. Nó thường được trang trí trên bát ăn và cổ uống nhằm nhắc nhở mọi người về việc ăn uống điều độ.